Câu hỏi của bạn Dokami như sau. Em muốn hỏi người yêu cũ suy nghĩ gì về em bây giờ, nó là như thế nào? Anh đéo hiểu là nó đã là người yêu cũ rồi thì mày kệ mẹ đi, mày quan tâm đến nó làm chó gì nữa. Cái việc nó suy nghĩ gì về em thì đương nhiên là nó sẽ suy nghĩ về em theo cái hướng tiêu cực rồi. Và đương nhiên là nó sẽ suy nghĩ xấu về em rồi. Chứ còn mẹ, người yêu cũ của em mà suy nghĩ tốt và nó suy nghĩ hay về em thì bây giờ nó đã đéo thành người yêu cũ của em. Đúng không? Hỏi xem người yêu cũ suy nghĩ gì về em bây giờ mà có biết được suy nghĩ của nó thì chúng mày cũng có để làm cái gì đâu. Biết xong rồi tế nhau lên à? Đúng chưa? Thật ra thì mẹ, cái vấn đề là cái câu hỏi này nó lại hỏi nó không sai về cái mô tuyết cơ. Mẹ chứ, cay thật. À, thôi được rồi, tôi cứ lên cho nó vậy. Còn mẹ hỏi người yêu cũ nghĩ gì về mình nghe nó buồn cười lắm. Ok, nào, lên bài cho bạn Dokami nhé. Hỏi người yêu cũ nghĩ gì về em bây giờ như thế nào? Mà rõ ràng chia tay rồi, em hiểu tại sao lại cần phải biết suy nghĩ của nó làm cái gì cơ. Nhưng mà thôi được rồi, thể theo nguyện vọng của bạn Mi nhá. Vẫn lên bài cho nó vậy. Nào, lá đầu tiên anh lên cho Mi này. Nghe này, nếu mày hỏi anh là nền tảng phát triển mối quan hệ ở thời điểm này nó nghĩ như thế nào về mối quan hệ này nhá, thì suy nghĩ của nó về mối quan hệ này nó là Eight of Swords. Được chưa? Eight of Swords nằm xuôi như thế này, nó có nghĩa là sự giam cầm. Tức là cái cách mà nó cảm nhận về cái mối quan hệ này là sao? Như con củ kẹo vậy. Bộ kiếm trong hệ thống hình ảnh của Tarot nó đảm nhiệm cho các vấn đề liên quan đến quyền lực và sức ảnh hưởng. Nhưng mà sức ảnh hưởng của tám kiếm thì thường nó là sự áp chế. Nó là một cái gì đấy, nó giam hãm, là một cái gì đấy giam cầm. Một cái gì đấy nó tạo ra một cái sự ức chế. Tức là nếu mày hỏi anh suy nghĩ của nó về mối quan hệ chung này, thì nó cảm thấy là cái mối quan hệ này nó tạo ra nhiều căng thẳng hơn là tạo ra cái sự thoải mái. Đương nhiên rồi, phải là căng thẳng thì nó mới chia tay mày và bây giờ chúng mày mới thành người yêu cũ, đúng không? Thế còn nó tạo ra sự thoải mái thì mày cần gì mày phải hỏi anh cái câu này. Đấy là vấn đề đầu tiên. Tiếp nữa, the Ten of Swords. Nếu như mà mày hỏi anh là tâm thế của nó, liệu rằng nó có muốn tạo ra cái giá trị kết nối ngược trở lại với mối quan hệ với mày hay không, anh xin tuyên bố luôn là không có cái mùa xuân đấy đâu. Nhá, không có cái mùa xuân đấy đâu. Bản chất của Ten of Swords lộn ngược như thế này, nó có nghĩa là kết cục không thể tránh khỏi. Tức là những gì mà mối quan hệ này đang xảy ra, những gì mà mối quan hệ này đang diễn ra, nó là việc tất lẽ dị ngẫu nó sẽ đến. Và gần như là không có cái khả năng lật ngược thế cờ, và bản thân nó cũng không hề có ý định để tạo dựng lại cái mối quan hệ này. Còn nghe này, nếu như mày muốn hỏi anh là nó đang nghĩ gì về mày nhá, nó chẳng nghĩ gì cả. Thật sự, The Lovers khi mà lộn ngược như thế này, tức là giá trị về sợi dây kết nối cũng như là cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc nó đứt rồi. Nếu như mày hỏi anh là bây giờ nó đang nghĩ tốt hay nó nghĩ xấu gì về mày, thì thà rằng nó có một cái suy nghĩ gì đó, thì ít nhất là ở đây nó còn thể hiện được cái việc là hình ảnh của em vẫn còn được lưu lại trong đầu nó, dù là tiêu cực hay tích cực. Nhưng không, em không hề tồn tại trong não bộ của nó ở thời điểm này. Tư duy, tiềm thức, ký ức và kỷ niệm của nó không có hình ảnh của em. Giá trị hiện diện của em trong đời nó bây giờ là âm vô cùng. Nó không có một cái gì hết. Và thật sự ở thời điểm này em chẳng là gì trong suy nghĩ của nó cả. Đấy là vấn đề. Giá trị kết nối đứt rồi. Nhớ. Anh ơi. Ừ. Em có cửa rớt một bạn ở công ty. Giờ em nghỉ việc về quê rồi. Anh xem giúp em bạn ý thật sự có tình cảm gì với em không với ạ. Mẹ, nó mà có tình cảm với mày thì nó đã không để mày về quê. Còn mẹ, mày đã đi một cách dễ dàng như thế thì chứng tỏ là nó chả có cái tình cảm gì cả. Đúng không? Tôi nói thật với cả các bạn nữ nhé. À, mà mẹ Bim Bim này là nam hay nữ thì tôi đéo biết. Nhưng mà tóm lại là này, cái câu chuyện về việc mà khi các bạn crush một ai đấy và các bạn ra đi khỏi cái khu vực mà có cái sự hiện diện của người ta,
nếu như mà thật sự mà người ta có cảm tình với các bạn thì người ta đã có một cái sự tương tác gì đấy mang tính chất níu kéo. Thậm chí là những cái câu chuyện nói chuyện về tương lai nó phải xuất hiện rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ trong cái câu, nhưng mà trong cái vấn đề này thì bây giờ mẹ về quê rồi xem giúp bạn ý thật sự có tình cảm với em không. Mày có thì nó đã níu kéo mày, chứ còn không đợi nào nó để mày về quê cả. Hey, này, em là nữ à? À ừ, thế thì nó lại càng vô lý. Một thằng con trai mà nó đã thích mày thật rồi thì nó sẽ không đời nào nó để mày đi theo cái kiểu này cả. Nó sẽ níu kéo mày bằng chết thì thôi. Này, thật ra thì theo kinh nghiệm sống của anh thì với trường hợp này thì nó chả có tình cảm gì với mày đâu. Còn có thì đâu nó đâu để mày đi dễ dàng như thế. Nhưng mà thôi được rồi, vì câu hỏi này nó vẫn đúng format cho nên là anh vẫn cứ lên nhá, để khẳng định lại cái sự tuyệt vọng này một lần nữa. Ok, lên bài thôi. Ok, nào, lên bài cho bạn Bim Bim nào. Nền tảng phát triển mối quan hệ, tên của lá bài này là King of Wands. Hey, nào nghe nhá. King of Wands mà nằm ở cái nền tảng phát triển mối quan hệ thì cái nền tảng nó có vững không? Có thể gọi là vững. Có thể gọi là vững. Bản chất của King of Wands nếu như mà nó nằm xuôi như thế này, nó nói về một sự dẫn dắt. Được chưa? Tức là nếu như em hỏi anh là cái nền tảng phát triển mối quan hệ với bạn này thì bạn ấy có phải là một người dẫn dắt được mối quan hệ không? Có, bạn ấy có thể dẫn dắt được. Được. Thế nhưng mà câu chuyện của King of Wands trong trường hợp này có vẻ như là nó hơi quá. Bởi vì bộ Wands nó đại diện cho các yếu tố liên quan đến trách nhiệm. Bây giờ mẹ mối quan hệ nó chưa có cái gì mà cái sự hiển hiện về mặt trách nhiệm nó đã lớn như thế này rồi. Thì anh phải nói thật với cả em, có thể cái mối quan hệ này đến với nhau thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện về trách nhiệm mà em sẽ phải gánh vác cùng cái mối quan hệ này thì nó lại nặng. Nó sẽ rơi vào một cái tình huống nó giống như cái kiểu là một trong hai người, ai đó phải gánh vác những cái trách nhiệm trong cuộc sống nặng nề. Và khi mà có người người ta yêu mình thì người ta cũng sẽ phải san sẻ cái gánh nặng đấy đối với mình. Và trong trường hợp này thì cái việc em né là đúng, nó không sai đâu nhá. Mày về quê là đúng rồi, còn mày ở lại thì không biết là mày sẽ phải gánh vác cái gì đâu em ạ. Mặc dù King of Wands nó không hẳn là xấu. Tiếp nữa, The Queen of Cups. Nền tảng phát triển mối quan hệ từ phía bạn kia tác động lên em. The Queen of Cups nó là gì? Nó là sự cân bằng về mặt cảm xúc. Nghe này, nghĩa của Queen of Cups là giá trị cân bằng cảm xúc. Nhớ, được chưa? Nó là sự chăm sóc, nó là sự cân bằng về mặt cảm xúc. Nhưng mà anh nói này, đối với Queen of Cups mà nằm xuôi như thế này, mà đã là cân bằng về mặt cảm xúc rồi, thì tức là cái giá trị biến đổi cảm xúc khi bên cạnh em có không? Chả có. Làm gì có cái gì? Một cái tình trạng biến đổi cảm xúc nó sẽ đại diện cho một sự lung lay, đúng không? Nó sẽ đại diện cho một sự rung động. Khi các bạn rung động thì đương nhiên cảm xúc các bạn không thể cân bằng được. Nó sẽ phải có cái sự xô lệch, nó sẽ phải có một cái sự biến động. Nhưng đây mẹ ở bên cạnh em, nếu như mà Queen of Cups nằm xuôi thế này thì gần như là nó không có bất kỳ một cái sự rung động nào hết. Nếu mày hỏi anh là nó có sự rung động với mày không, nó chả có rung động mẹ gì cả. Ờ, nó chỉ tiện tay nó tán mày nếu có. Và chẳng may là mày bị rung động ngược lại với nó nếu có. Còn bảo nó có cái tình cảm, giá trị tình cảm với mày không, đéo có. Ừ, tức là bình thường là đến bên cạnh một đứa con gái khác thì có thể là nó sẽ rung động ở một mức độ nào đấy. Nhưng mà đến bên cạnh mày thằng này nó đéo thêm rung động một tí nào cả. Đấy là vấn đề. Mà mày biết lý do tại sao nó không rung động một tí nào cả không? Bởi vì này, nghe này, là cuối cùng là The Knight of Cups. Nó quen con mẹ rồi. The Knight of Cups nằm xuôi này có nghĩa là đào hoa. Có nghĩa là ở đây trong cuộc sống của nó không phải lúc nào cái gì nhỉ? Thường một người có cung đào hoa tức là cuộc sống của nó luôn sẽ được vây quanh bởi các cái mối quan hệ như thế. Và mày chỉ là một trong số những người như thế. Được chưa? Nên cái việc mày trốn về quê đấy là một sự hợp lý. Mày ở lại thì nó cũng không có cái sự suy chuyển nào về mặt cảm xúc dành cho mày cả. Tức là trong xuyên suốt thời gian vừa rồi, sự tương tác mày tạo ra cho nó, nếu mày hỏi anh là cái cách mà mày tương tác đến nó có khiến cho nó cảm thấy bị rung động hay là nó thích mày không? Không. Mũi đốt inox á, nó chả có tác dụng gì cả luôn á. Trời ơi.
Ok, câu hỏi của bạn Phạm Giang như sau. Em hỏi là liệu em với người yêu cũ có còn cơ hội để quay lại không ạ? Ừ, rồi ok. À, sau bạn bạn Nguyễn My chuẩn bị nhá. À, đây rồi. Nào, lên bài cho bạn Phạm Giang nào. Em với người yêu cũ còn cơ hội quay lại không? Để những cái câu này dễ mẹ sắt muối mà vết mổ lắm ấy này. Giang ơi là Giang, mẹ Giang ơi. Nào lên bài cho Giang này. Lá đầu tiên anh lên cho Giang tên của quân bài này nó là Judgment. Judgment nếu như mà nó nằm xuôi thế này nó có nghĩa là sự hồi sinh. Đây đích thực là một quân bài hồi sinh chính hiệu và nó có thể hồi sinh mọi thứ. Được chưa? Judgment nằm xuôi thế này thì anh sẽ không ngần ngại mà vỗ tay chúc mừng cho mày về việc là ok mối quan hệ này sống rồi. Nhưng mà mẹ tiên sư bố cho nó lộn ngược nó reverse như thế này là chả có cái mẹ gì nó sống lại cả. Tức là mối quan hệ cũ của chúng mày nó cũng không thể sống được. Thế nhưng mà Giang ạ, anh nói thật với mày cái lượt bài này giá mà nó chỉ dừng lại ở đây, giá mà nó chỉ có thể kết thúc ở cái đoạn này. Nhưng mà có vẻ như cuộc đời nó chưa hành mày xong, nó vẫn còn để cho mày phải lắng nghe tiếp những cái điều nó kinh khủng nữa. Lá tiếp theo anh em mình có The Four of Wands, bốn gậy. Bốn gậy ở trong chuyện tình cảm nó có hai lớp nghĩa. Một có nghĩa là lời cầu hôn, hai là gia đình. Được chưa? Mà cái quân bài này nó đại diện cho cái giá trị nền tảng về nền tảng phát triển mối quan hệ của cái thằng người yêu cũ của em. Mà bây giờ mối quan hệ của chúng mày ngay từ ban đầu anh khẳng định nền tảng của nó không hồi sinh được rồi. Vậy thì cái lời cầu hôn và gia đình này của cái thằng này nó có phải là dành cho mày không? Không, nó không dành cho mày. Vậy nó dành cho ai? Nó dành cho con khác. Nó phải dành cho con khác và chắc chắn phải có con khác ở đây thì nó mới có thể lên được Four of Wands. Four of Wands hiện lên không bao giờ là một trạng thái độc thân cả. Được chưa? Đấy, lời cầu hôn và gia đình đấy. Nó không dành cho mày, nó dành cho thằng khác. Và anh khẳng định luôn lý do tại sao, bởi vì là cái yếu tố cộng hưởng của lá cuối cùng nó lại còn là một lá thuộc bộ Ace, mà lại còn là Ace of Cups. Bộ cốc nó đại diện cho cảm xúc thì tất nhiên rồi. Nhưng mà cái cấp độ bài, cái Ace này ở đây nó có nghĩa là số 1, tức là beginning, tức là một sự khởi đầu mới. Trong khi mày còn ngồi đây, mày suy nghĩ về việc liệu mày có quay lại được với nó không, thì nó đã move on, nó yêu mẹ con khác rồi. Mày thấy mày làm động tác thừa chưa? Vui không? À, vui nhờ. Trời ơi mẹ. Mẹ đúng đời. Mà nhá, tôi nói thật với các bạn nhá. Tôi còn một cái linh cảm nữa. Nếu như mà câu chuyện của cái Giang nhá mà nó chia tay như này, tôi không biết là nó chia tay lâu chưa. Nếu chia tay lâu rồi thì không sao. Nhưng mà nếu như mà mới chia tay nhá thì điều này chứng tỏ là thằng người yêu cũ của cái Giang này đã cặp kè với cái con này từ cái lúc mà còn chưa chia tay cái Giang thôi. Bởi vì một cái nền tảng phát triển của một mối quan hệ mà nó tiến đến một cái sự ràng buộc của Four of Wands là một giá trị của sự ràng buộc đúng theo kiểu là nó phải xây dựng một giá trị nền tảng trong một thời gian dài. Chứ không thể nào là một câu chuyện nền tảng mối quan hệ chỉ phát triển trong một khoảng thời gian ngắn được. Tức là để mà có được cái mối quan hệ xuất phát với cả một cái con này thì chứng tỏ là thằng này nó đã phải xây dựng cái mối quan hệ từ trước khi nó chia tay cái Giang này rồi. Không hề đơn giản, bởi vì lên được lời cầu hôn và gia đình nó là cả một vấn đề. Xây dựng được một cái nền tảng phát triển mối quan hệ để lên được Four of Wands không hề ngắn. Mà nếu như mà giả sử cái Giang với cả thằng này mà mới chia tay thì tôi nói thật với cả các bạn là cái Giang còn bị cắm sừng từ trước đây nữa cơ. Mẹ chứ không phải chia tay xong nó mới yêu. Ôi ôi mẹ bài ơi. À, câu hỏi của bạn My thì nó sẽ trực diện hơn, nó không phải là người yêu cũ mà hình như là có vẻ như là bạn My và người yêu của bạn My là cũng đang trong một cái thời gian đang yêu nhau nhưng mà có vẻ là nó không được cơm lành canh ngọt cho lắm. Rồi. Câu hỏi của bạn Nguyễn My như sau, anh xem giúp em là người yêu em có yêu em và muốn tiếp tục mối quan hệ này không? Đấy. Tức là cái giai đoạn của câu hỏi này nó là hỏi trong giai đoạn xế chiều của một mối quan hệ đây này. Nhạy cảm đấy. Ok, nhưng mà thôi được rồi. Chúng ta hãy phó mặc cho số phận thôi.
Rồi nào, lên bài cho ông Nguyễn My nào. Lá đầu tiên anh lên cho My này. Anh bảo em ạ, nếu mày hỏi anh là nền tảng phát triển cảm xúc của mối quan hệ này nó có còn không, hay là nó có còn hướng về phía mày không ấy, không có đâu. Năm cốc nó là, nói thật nhất, nếu như phải bình chọn ra một lá bài nào đấy của bộ cốc đại diện cho cảm xúc, một lá bài mà nó đập một phát vỡ nát tất cả mọi nền tảng giá trị cảm xúc, nó làm cho mọi nền tảng giá trị cảm xúc bay biến không còn một dấu vết nào, thì đấy chính là The Five of Cups. Năm cốc nằm xuôi thế này thì thật sự là có mà ngại cứu, mẹ cứu vòng mắt. Nó mất gần như là sạch sành xanh tất cả những cái nền móng cảm xúc mà hai đứa chúng mày xây dựng được từ trước đến giờ. Bay màu luôn, trời ơi, tiếp này. Đây là nền tảng phát triển mối quan hệ từ phía người yêu em tác động lên em. Nó có còn khả năng duy trì mối quan hệ này nữa không? Không. Sau quân bài 5 cốc là quân bài 5 tiền. 5 tiền nó có nghĩa là sự đói khát, nó có nghĩa là phá sản, nó có nghĩa là sự lung lay, nó là sự không nhất quán, không chắc chắn. Nó không đại diện cho bất kỳ một cái gì nó có thể duy trì một cách chắc chắn được cả. Anh phải nói thật với mày là ở thời điểm này nếu mày hỏi anh là nền tảng phát triển mối quan hệ còn vững không? Không hề vững một tí nào. Mày ăn cứt rồi em ạ. À. Ở trong bộ ẩn, ở trong Minor Arcana, tức là tạm gọi là bộ ẩn phụ của Tarot, nó có 4 quân bài cấp độ số 5, nó được gọi là The Four Horsemen. Nó đại diện cho Khải Huyền ở trong Kinh Thánh. Nó đại diện cho chết chóc, cho nạn đói, cho chiến tranh và cho bệnh dịch. 5 cốc và 5 tiền đi kèm với nhau thì đúng thật là cực kỳ khó cứu, thề đấy. Và cuối cùng, The Star. Anh bảo này My này, tên của quân bài này tức là focus, tức là sự tập trung. Nhưng mà anh bảo nhá, cái sự tập trung này anh nghĩ là không phải là dành cho mày. Bởi vì cái nền tảng của nó đã nát bét như thế này thì nếu như cái sự tập trung của thằng này nó có thì nó cũng không phải là tập trung dành cho mày em ạ. Nó tập trung phải dành cho một điều gì đấy khác. Anh chưa nói đến việc nó có tập trung vào con khác không, nhưng chắc chắn cái sự tập trung và ánh mắt nó hướng đến ở thời điểm này không phải là em. Được chưa? Thôi nát rồi em ạ. Mẹ khả năng duy trì yếu lắm rồi. Đuối lắm rồi chứ còn mẹ này chết, mẹ lên bài này chết. Cái tính ổn định nó không có. Cái quân bài Five of Pentacles ấy, nó đảm bảo, nó tức là nó nhấn mạnh về cái tính ổn định nó không có trong cái mối quan hệ này. Bản chất của cái bộ Pentacles nó đại diện cho nguyên tố đất. Được chưa? Nó đại diện cho nền tảng giá trị về kinh tế này, cho cái giá trị về tính sở hữu này, cho cả những cái vấn đề để định hình một cái sự ổn định cho bất kỳ một vấn đề nào đó. Nhưng mà trong trường hợp này, 5 tiền không phải là một sự ổn định. Thà rằng ấy, mẹ nó thể hiện mẹ hẳn quan điểm đi, là nó không thích mình nữa đi, có khi còn đỡ. Đây mẹ, cái sự thiếu ổn định của 5 tiền nữa là lúc mẹ lúc là rất là ổn, nhưng mà lúc lại không. Nhưng mà như thế thì không thể duy trì được. Mẹ duy trì nào được với cái sự thất thường đấy. Mẹ dở hơi mẹ ra. Nhắc lại là sau bạn Kiều My đến lượt bạn Trần Mai Tâm nhá. Danh sách còn dài không anh ạ? Còn hôm nay tầm độ khoảng, hôm nay đến bây giờ là khoảng 80 câu đấy. Ok, câu hỏi của bạn Kiều My như sau. Em chào anh Thành. Chuyện là người yêu cũ em nói là muốn dừng lại, xong 2 ngày sau lại hỏi em quay lại. Ô kìa, mẹ thằng này nó rảnh thế cơ à. Nhưng sau đó em vẫn có cảm giác nó lạnh nhạt với em, không biết em có nên quay lại không. Em cảm ơn mẹ, tao nghi lắm. Chẳng qua là mẹ nó chưa cưa đổ cái mối khác thôi, cho nên là nó mới đòi quay lại với mày để cho nó chắc chắn. Giả sử thì mà nó cưa được đổ con kia thì lúc đấy nó sẽ bỏ mày thật. Còn nếu như mà nó không cưa đổ con kia thì nó sẽ chuyển hóa cái sự lạnh nhạt này thành cái sự mặn nồng kiểu vậy. Mẹ tôi nghi lắm, mẹ quay, mẹ chia tay xong mẹ dừng lại 2 ngày xong rồi lại hỏi quay lại. Thế nhưng mà quay lại xong thì vẫn để cho người ta có cái cảm giác lạnh nhạt thế này. Điều đấy chứng tỏ là nó chưa cưa đổ cái con mới kia. Còn nó cưa đổ con mới rồi thì bạn Kiều My của chúng ta đi con mẹ và dĩ vãng luôn, diễm xưa luôn. Tí hỏi thằng An biết ngay bao nhiêu câu. Ừ đúng rồi, tí hỏi An. Mà vừa đấy thằng An nó bảo là như hôm nay lên đến khoảng 80-90 câu rồi đấy. Rồi lên bài cho bạn Kiều My nào.
Ok, Mi ơi anh bảo này. Lá đầu tiên anh lên được cho mày tên của nó là The Tower. The Tower khi nằm xuôi như thế này, nó có nghĩa là sự lung lay, sự không chắc chắn. Nó cũng có nghĩa là thảm họa đến một cách đột ngột. Được chưa? Tức là nếu mày hỏi anh trong trường hợp này, bản chất của cái mối quan hệ này, nền tảng phát triển của nó có còn có thể tin tưởng được nữa hay không nhá, anh sẽ nói là đéo. Nhớ, mày tin là mày ngu, mày tin là mày chết. Việc của mày bây giờ là không được phép tin. Duy trì được đến lúc nào thì duy trì, không thì thôi bỏ đi. Nhớ nhá. Tiếp, nếu như mày hỏi anh là cái suy nghĩ của nó về cái việc quay lại này, nó đã thật sự thay đổi chưa, anh sẽ nói là nó chưa thay đổi và nó không thay đổi. Cái việc quay lại với em là bởi vì nó có một cái động cơ nào đấy, chứ không phải là bởi vì nó đã hồi tâm chuyển ý, không phải là bởi vì nó nhận ra rằng à nó yêu mày vãi nồi. Không phải. Two of One nằm xuôi thế này thì nó sẽ là sự cải tiến trong suy nghĩ, một sự thay đổi sẽ được diễn ra và mọi thứ nó sẽ tích cực hơn. Nhưng mà Two of One reverse như thế này thì không có bất kỳ một sự thay đổi nào xảy ra cả. Đấy là lý do tại sao anh nói rằng việc nó quay lại với mày là bởi vì nó có cái động cơ đằng sau đấy, chứ không phải nó quay lại với mày là bởi vì nó muốn thiết lập lại mối quan hệ này. Được chưa? Còn mày biết lý do tại sao mày cảm thấy lạnh nhạt không? Mày cảm thấy nó lạnh nhạt không? Đương nhiên rồi. Nó không tạo ra được một sự an toàn. Five of Pentacles lộn ngược. Nó có thể duy trì mối quan hệ này, nhưng để tạo ra một cái cảm giác về kết nối và một sự an toàn không bao giờ có ở thời điểm này cả. Nhớ nhá. Nó phải có động cơ. Với Two of Wands đi kèm The Tower, trường hợp này phải có động cơ đi kèm, chứ không thể nào là không có động cơ gì cả được. Tâm này, anh bảo tâm này, tâm vị chắc vào tay ghế nhá, ngồi vị chắc tay ghế nhá, cuộn chăn cho nó kỹ nhá, tránh trường hợp không đáng có xảy ra. Lá đầu tiên anh lên cho mày này, em nghe nhá. Tên của quân bài này là Six of Swords. Sáu kiếm nằm xuôi nó có hai lớp nghĩa, một là sự từ bỏ, hai là sự hối hận. Đương nhiên trong trường hợp này thì chả có cái mẹ gì gọi là hối hận cả, bởi vì giữa hai đứa đã có cái chó gì đâu mà hối mới chả hận, đúng không? Được chưa? Hối hận nó chỉ ám chỉ một cái điều gì đấy đáng tiếc nó xảy ra thôi, nhưng mà chưa có cái mẹ gì nó xảy ra cả, cho nên sẽ không có lớp nghĩa hối hận ở đây. Nên nó chỉ còn đúng một lớp nghĩa thôi, đó là giá trị về sự từ bỏ. Mà bố nó chứ mẹ, nền tảng phát triển mối quan hệ mà là sự từ bỏ thì có nghĩa là mày có nên duy trì nó không? Đương nhiên là không nên duy trì rồi, mày duy trì làm cái gì? Đúng chưa? Tiếp nữa ở đây, The Five of Swords. Này mẹ Tâm ạ, giá mà nó chát mày. Nếu như câu chuyện mà chỉ dừng lại ở việc nó chát mày ấy thì nó rất đơn giản. Nhưng mà thậm chí ở đây không những nó chát mày mà nó còn cắm cho mày một cái sừng. The Five of Swords nằm xuôi như thế này nhá. Nó là một trong những series bài hàng đầu để nói về cái việc là ngoại tình. Nếu như mà mày nhận lời mày tiến đến với thằng này thì mày không đơn giản là bị chát đâu, mà mày còn vô tình trở thành một người phá hoại mối quan hệ của người khác. Nói một cách khác là rất có thể là thằng này cũng đang trong một mối quan hệ sẵn mẹ rồi. Đây là vấn đề. Tiếp nữa ở đây là Eight of Swords. Rồi đương nhiên tên của quân bài này nó có nghĩa là sự giam cầm nhá. Giam cầm thì đúng rồi, chát mà. Một là nó chát mày. Thế nhưng mà nếu như mà mọi chuyện dừng lại ở chát ấy thì câu chuyện nó đơn giản, nó dễ xử lý. Nhưng không những nó chát mày mà nó còn lùa mày vào một cái tình huống, đó là rất có thể mày sẽ trở thành một phạm nhân, một tội nhân về việc là đi phá hoại hạnh phúc mối quan hệ của người khác. Năm kiếm hiện ra trong một mối quan hệ không bao giờ chỉ là câu chuyện của hai người. Anh khẳng định mẹ luôn đấy. Nhớ. Chuyện là em có cờ rớt một bạn nam đi date cũng khá nhiều rồi, mà em cứ bảo thích bạn thì bạn lại bảo để xem đã. Chát. Lạ chát. Không thể nào khác được. Mẹ bây giờ nhá, mẹ một thằng mà đi date khá nhiều rồi,
Bình thường nếu như mà mẹ đi date với nhau khá nhiều như thế thì mức độ về tình cảm của nó là phải ở một cái mức độ nào đấy, đúng không? Chứ còn mẹ nếu như mà nó đéo thích mình thì nó đi date với mình làm cái gì? Nhưng nếu như mà nó vẫn đi date đều với mình mà mỗi lần mày bảo mày thích nó thôi, xong rồi nó lại bảo là để xem đã là thôi ăn cứt rồi đây này. Cái mùi này là mùi bị cháp đây này, cái này thì không còn có thể nghi ngờ gì nữa rồi. Ôi dấu hiệu rõ vãi nồi rồi em ạ, mẹ ăn cứt rồi. Vậy em với cờ rớt có thành người yêu được không? Mẹ nó đã bảo để xem đã rồi là đã cấy mùi lắm rồi đấy, không phải đùa được đâu. Cứ mẹ cái này mẹ tỏ tình với nó xong nó bảo là để xem đã thì mẹ lấy đâu ra chút vui nào. Ok. Mi này, anh bảo em này, nền tảng phát triển mối quan hệ nó mang theo cái ý nghĩa của Seven of Pentacles Reverse. Nếu như mà Seven of Pentacles nằm xuôi thế này, nó có nghĩa là tập trung vào những giá trị dài hạn. Tức là nền tảng phát triển mối quan hệ có thể phát triển dài hạn được không? Rất dài, dài lắm luôn nhá. Nhưng mà nếu như mà nó lộn ngược như thế này thì nó không còn là cái ý nghĩa về việc tập trung vào những giá trị dài hạn nữa. Nó trở thành câu chuyện về tập trung vào những giá trị ngắn hạn. Anh bảo này, nếu mày nghĩ rằng là mày có thể đặt kỳ vọng và hy vọng vào mối quan hệ này thì mày nhầm to rồi. Được ngày nào hay ngày đấy thôi, đừng có đặt kỳ vọng nhiều làm gì cả nhá. Tính ổn định của mối quan hệ này nó không chắc đâu em ạ. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Tiếp nữa ở đây, The Page of Swords. Anh bảo này Mi ạ, nền tảng phát triển mối quan hệ từ phía thằng này tác động lên em, nó không phải là một mối quan hệ nghiêm túc. Page of Swords mang nặng giá trị về sự trải nghiệm nhiều hơn. Tức là nếu như mày hỏi anh trong trường hợp này, cái cách mà nó tương tác với mày để làm gì? Đen một cái là nó tương tác với mày để nó trải nghiệm ạ. Tức là sao? Mẹ bây giờ tìm một giá trị trải nghiệm, chỉ là trải nghiệm thôi, thì tức là mình có cam kết gắn bó với nó không? Không hề, đúng không? Nó giống như kiểu là em trải nghiệm một điều gì đấy, em bảo trải nghiệm cho biết, chứ không có nghĩa là em sẽ đi theo cái trải nghiệm đấy suốt đời. Vậy thì tức là trong trường hợp này, hình ảnh của em trong mắt nó là sao? Hình ảnh của em trong mắt nó, em chỉ là một đối tượng để nó trải nghiệm cho vui. Nó đi với mày chỉ đơn giản là để cho vui. Ừ, đấy là vấn đề. Cuối cùng, The Ace of Swords. Rồi, nghe này, vừa nãy anh nó nói với mày rồi, chúng mày có thể tiến đến với nhau, có thể yêu nhau, nhưng mà anh bảo này, tuyệt đối nếu chẳng may có họa hoạn mà đến với nhau thì đừng đặt bất kỳ một kỳ vọng nào cả. Ace of Swords nó có thể ám chỉ về chiến thắng, về ca khúc khải hoàn, thậm chí nó ám chỉ về việc mày có thể có được mối quan hệ này. Có thể. Nhưng mà anh nói nhá, bộ kiếm không bao giờ là một giá trị ổn định. Biết không? Tại sao? Nguyên tố của bộ kiếm là nguyên tố gió, là nguyên tố khí. Mày yêu cầu một cơn gió nó ngồi lại một chỗ để nó ổn định với mày trong trường hợp này cực kỳ khó luôn, thề đấy. Nhớ, đừng kỳ vọng gì cả, đừng nuôi hy vọng gì hết, nhớ điều đấy đấy. Câu hỏi của bạn Ngọc My này. Này, câu hỏi của bạn Ngọc My này. Em chào anh, hôm qua em vừa đi ra mắt nhà người yêu. Em có thấy người yêu em nhắn tin với người khác nhưng xóa tin nhắn trước khi đưa điện thoại em cầm và em dằn mặt rồi. Anh xem giúp em là anh này có thật lòng không và em có đang bị cắm sừng không? Ôi ôi mẹ, hỏi thế này mẹ bố tôi chả dám lên bài cho cái ca này. Mẹ đến gặp phụ huynh rồi mà bây giờ lên bài bảo thôi xong rồi mẹ đời rồi em ạ. Thế này thì thôi chết. Này dễ đốt nhà người ta lắm. Ê, mẹ hỏi này khó đấy. Ok rồi, lên bài cho bạn Ngọc My nhá. Thank you.
anh bảo này. Thật ra thì cái lượt bài của em nó rất là dễ. Nó rõ thấy mẹ. Vấn đề là mình có sẵn sàng đón nhận cái câu trả lời hay không thôi. Bình thường mà nếu như chúng mày yêu nhau bình thường đấy thì anh sẽ chả ngần ngại mà anh tương thẳng mặt mày đâu. Nhưng mà cái câu chuyện của chúng mày bây giờ nó lại là hôm qua vừa ra mắt nhà người yêu, tức là nó là một cái bước tiến rất lớn. Nó là một cái sự gì đấy, nó khá là căng thẳng, nó khá là gay go, nó khá là mang một cái tính chất quan trọng. Mà bây giờ bài nó lên như thế này thì tôi ăn cứt mẹ rồi còn gì nữa. Mẹ, nền tảng phát triển mối quan hệ là 10 kiếm. Nếu như phải xếp hạng về việc, tức là nhá, trong top 10 quân bài nó nói về việc là một mối quan hệ nào đấy đang đi đến một cái bờ vực mà là đang gặp nguy hiểm, thì 10 kiếm nó là một quân bài hàng đầu trong cái top 10 đấy. Nhá. Tức là nền tảng phát triển mối quan hệ là bây giờ là ngu rồi đấy, ngu dần đều rồi đấy. Tiếp nữa ở đây, nó có quân bài The Lovers. Rồi, cái này nó mới là vấn đề này. Nếu như mà The Lovers nó nằm ở đây nhá, mà nó đi cùng với cả một cái quân bài khác, nó đẹp hơn, nền tảng nó đẹp hơn, thì The Lovers cũng rất đẹp. Nhưng nếu như mà The Lovers mà nó lại đi kèm với cả Ten of Swords như này, thì nó không còn là giá trị kết nối về yêu đương nữa. Nó có nghĩa là sự lựa chọn. Hãy luôn nhớ một điều rằng giá trị của The Lovers nó luôn là viết số nhiều chứ không bao giờ là số ít cả. Thế cho nên trong trường hợp này, nếu như em hỏi anh là nó có một sự lựa chọn khác không? Nó có một sự lựa chọn khác. Tiếp nữa, The Chariot. Bài này nằm, nếu như The Chariot nằm xuôi, nó có nghĩa là một sự tiến bộ, tức là một sự cải thiện, tức là ngu lâu nhưng mà đào tạo được. Nhưng mà The Chariot reverse như này thì tức là ngu lâu và khó đào tạo. Nó có nghĩa là thiếu tiến bộ. Hiểu không? Tức là nó có thể sửa đổi và cái mối quan hệ này có thể tiến lên không? Không. Đây là vấn đề. Đấy là vấn đề. Đấy là vấn đề. Nhá. Mày thì gặp phụ huynh này.